Dù chưa thực sự sôi động như những ngày thường, nhưng hôm nay mùng 5 Tết, các chợ đã cung ứng đầy đủ mặt hàng cho người tiêu dùng. Tại chợ Thủ Dầu Một, nhiều cửa hàng quầy sạp kinh doanh lương thực thực phẩm, tiểu thương đã bán lấy ngay từ mùng 2 Tết. Đến hôm nay mùng 5 Tết, số lượng kinh doanh trở lại sau Tết đã đạt hơn 30%. Các mặt hàng lương thực thực phẩm được bày bán khá đầy đủ phong phú, dồi dào nhất là các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thủy hải sản, thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả. Mặc dù được sử dụng nhiều trong những ngày Tết, nhưng hôm nay mặt hàng thịt heo vẫn được nhiều người tiêu dùng chọn mua. Giá thịt heo hiện đã giảm trở lại so với thời điểm giáp Tết ở mức giá của những ngày thường. Khách hàng mua thì nó cũng ít đi so với bình thường, tại vì đầu năm mà. Bán trong Tết thì giá nó khác, còn này là qua Tết là bình thường, ổn định. Dù chưa bán lại nhiều như các mặt hàng khác, nhưng thịt gà, thịt vịt cũng đủ cung ứng cho người tiêu dùng với giá cao ổn định. Các mặt hàng thủy hải sản được người tiêu dùng chọn mua nhiều hơn để thay đổi khẩu vị cho gia đình. Khi những ngày Tết, hầu như nhà nào cũng dùng nhiều mặt hàng thịt heo để chế biến các món ăn đặc trưng của ngày Tết. Song do lượng hàng chưa về nhiều nên giá thủy hải sản vẫn còn mức cao. Lượng hàng ít hơn mỗi năm, giá cả thì cũng trung bình, nó lên vài 5-10 ngàn, khoảng 20 ngàn một ký lô. Các sạp hàng rau củ quả cũng được bày bán phong phú tươi ngon, giá cả giảm nhiều so với những ngày giáp Tết, được người tiêu dùng chọn mua để chế biến cho bữa ăn thêm phong phú. Không kỳ kèo trả giá, chợ đầu năm diễn ra trong không khí nhẹ nhàng ấm áp hơn. Đi chợ đầu năm không đơn thuần là để mua bán hàng hóa, mà còn bao hàm ý nghĩa cầu may mắn. Người mua cầu mọi việc thuận lợi, người bán mong cả năm sẽ mua may bán đắt từ khởi đầu của những phiên chợ đầu năm. Giá cả vẫn bình thường, còn bán thì chị vẫn bán bình thường, nhưng lượng mua thì rất là ít. Tại vì năm nay hầu như khách người ta đi du lịch hết. Những buổi chợ đầu năm dù có kết thúc sớm hơn những phiên chợ thường ngày, nhưng phiên chợ đầu năm luôn vui vẻ thoải mái, không gấp gáp và thân mật hơn. Bởi người bán chỉ mong mua mau bán lẹ để cả năm mọi việc suôn sẻ. Người mua mong cầu được lộc đầu năm thuận lợi và mọi điều may mắn.